Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị và chư quý đồng đạo, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu chương trình diễn ngâm sấm giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sấm giảng quyển nhất, tức Khuyên Người Đời Tu Niệm. Đây là quyển thứ nhất mà Đức Thầy viết lúc còn ở Tổ Đình Thánh Địa Hòa Hảo, khoảng trung tuần tháng 8 năm Kỷ Mão 1939. Ngài viết lối văn dần Điệu Lục Bát dài 912 câu, khởi đầu bằng câu Hạ Nguyên Nay Đã Hết Đời và chấm dứt bởi câu Tới Đây Cũng Lần Ngừng Lại Bút Nghiêng. Nội dung: Đức Thầy cho biết cuộc đệ nhị thế chiến đang xảy ra, khắp bá tánh phải chung chịu cảnh đói đau binh lửa. Ngài còn tường thuật trước khi trực tiếp giáo độ chúng sanh, Ngài đã quá hiện đi dạo Lục Châu, khi giả kẻ buôn bán, chèo đò, đuôi cùi, khi thì giả người già, trẻ, nam, nữ, để có dịp đánh thức người đời rằng có Phật tiên lâm phàm, hầu giác tỉnh quần sanh, quay về con đường chân thiện mỹ. Vậy, trân trọng kính mời chư quý vị lắng lòng nghe phẩm Khuyên Người Đời Tu Niệm của Đức Thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Hạ Quan Nay Đã Hết Nơi Đời Phong Ba Biến Chuyện trần hạ nhộn nhàng xiết chi ngồi buồn yên tối một khi ba gia khổ trời thấy cuộc đổi xây điện mới theo thầy xuống chốn phàm gian thấy đời ly loạn bất kỳ an khắp trong các nước nhộn nhàng đau binh kẻ thời phú nghĩa bố kinh người thời trung hiếu chẳng nghĩ dình vẹn hai nên điên khuyên nhủ bằng nay sinh trong lễ thứ ngày dài tình tâm cơ thâm thì qua diệt thâm nào trong sách sử có lầm ở đâu người
rồi sao sẽ thấy hùm beo khắp trong ba tánh hiểm nghèo đáng thương. Điên này dưng lần minh dương với lần Phật đường đi xuống giảng dân thấy trong ba tánh phàm trần kẻ khinh người nhau thần tiên quỷ tà mặc bạn nghi tắc gần xa quỷ của Phật bà sai xuống cứu dân kẻ xa thì mệt đức ân làm cho người gần gánh Nam mô Phật từ bi miệng thì niệm Phật lòng thì tà gian khắp trong ba tánh nữ trần hoàng cùng hết sống làng đều bị người điên. Điên này xưa cũng như ai vào các ra đài tốt bậc giàu sang nghĩ suy danh lợi chẳng màng bèn lên ấn vật lâm sang tu trì nhờ trời may mắn một khi thẫn thờ lại gặp đức thầy Bửu Sơn cuối đầu điên tỏ ngôn cơn động lòng bác nghi ấy ra nghi giải truyền thiền nội trong sao khắc biết liền thiên cơ chuyện này thôi nói xa xa để rộng thì giờ nói chuyện trần kẻ trí người ngu ham vọng ham dù danh lợi xuê sang cờ đã đến nước bất an chẳng lo niềm tham gian làm gì Phật trời thương kẻ nhu mì trọng cha yêu chúa kính
gì tôi thông. Ngồi buồn nói chuyện bóng mơ lông, khắp trong trần hạ máu hồng nhòm rơi. Chừng nào mới đặng thanh thơi, dầu Phật ra đời thế giới bình yên. Điên này điên của thần tiên, ở trên đi non núi xuống miền lục châu. Đời con chẳng có bao lâu, ráng lo tu niệm đắng chầu Phật tiên. Thế gian ít kẻ làm hiền, nhiều người tàn bao làm phiền quá công. Thế gian chuyện có nói không, đến hồi mây rồng thân trắng toàn thay. Việc đời đến lúc cắn gai, mà cùng tối ngày nói xeo nói xiên. Dương trần tôi ác liên miên, sao tuyền địa ngục khổ ra. Điên này nói gì thơ gần xa, đặng cho lê thơ biết mà lo. Đường đời chẳng có bao dài, nên viết một bài cho ba tánh coi. Tuôn đời như pháo chấm ngoài, ba già lặng mà coi khùng này. Khùng thời ba tớ một thầy, dáng dài dây đầy rõ việc thiên cơ. Điên đây còn dài còn khờ, tờ coi chúng làm sao. Ba gia kẻ thấp người cao, chừng thấy máu đào chúng mới chịu tu.
Bây giờ giả dại giả ngu cũng như nhân quý ở tù ngày xưa. Lúc này kẻ ghét người ưa bị điên nói bừa những việc nghĩ vừa qua. Dương trần bím nhẹ gần xa, nói quỷ nói tà đây cũng cam tâm. Ngồi buồn nhớ chuyện xa xăm, dạo trong bãi núi cười thầm sư mang. Nói rằng lòng chẳng tham sân, sao còn ham của thế gian làm gì? Việc này thôi quá lạ kỳ, cũng trong Phật giáo sao thầy chê khen. Lúc này tâm trí rối bèn, tiếng quyền tiếng kèn mặc ý ba gian. Hết gần rồi lại tới xa, dân sự nhà nhà bàn tán cười chơi. Chuyện này cũng lắm tuyệt vời, giả như hàng đời thời lòn trốn đến sau danh nổi như còn làm cho hạng võ mất hồn mấy khi. Chuyện xưa thanh sự còn khen anh hàng tính nữ vậy thì mưu cao. Chuyện đời phải có trước sau, điên khùng khờ dài mà cao tu ba gia phải ráng làm lành niệm Phật cho rành đặng thấy thần tiên. Thương đời trong già chẳng yên, khắp trong lễ thứ thầm mơ phiền từ đây. Ngày nay thấy cuộc đổi xây, ráng lo tu niệm đặng thầy cứu cho. Mạng theo danh lợi ấm o, sẵn của hét
nghi hòa đứa ở người ăn. Đừng khi nhà lá một căn mà biết niệm Phật sao ơi bằng bạc muôn. Giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tốn một giờ. Cứu quyền thấp tổ chẳng thờ, để thờ những đạo ngọn cờ trắng thì phao. Dương trần bụng già nhiều màu, thấy cảnh bên ơi tàu sao chẳng lại xứ người cô còn ghi những việc lạ kỳ nay có hay chưa, chưa là với kẻ chẳng chớ đạo biết thừa tới đâu. Ba già bao kiếp lo âu, để sao đối ơi đầu chẳng đặng toàn thấy. Việc đời nói thầy phải khổ phải lao. Mèo kêu ba tánh đi lao sao, đến chừng rồng răng máu đào chình ghê. Con ngựa lại đá con dê, khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao. Khi kia cũng bị sáo sào, cánh khuya gà gai máu đào mới ngừng. Nói ra nước mắt rừng rừng, điên biểu dân đừng làm dữ làm hùng. Dịp đời nói chẳng có cùng, đến sau mới biết đây dùng kế hai. Bây giờ mất việc ta tay nên mới ở làm khỏi ngày nghi. Thiên cơ số mạng biết tri, mà sao chẳng chịu chạy đi cho rồi. Nhưng người giả đạo bồi
dè nói biết người hôn. Điên này nói chi theo khùng, như thể chi dùng đằng cưu ba cha. Sau này kẻ khóc người la, dài ba năm nở biết mà ta tính. Điên biết chẳng lẽ làm thinh, nói cho ba tánh mặt tình nghe không. Việc điên điên sự chưa xong, lục châu chưa giáp mỹ mà lòng ồ ê. Người nghe đạo lý thì mê, kẻ lại nhúng nghĩ trời nói lão kiếm cơm. Thấy nghèo coi thấy rác rơm, rồi sao mới biết rác rơm ý của trời. Vì điên ấy chưa đến cái thời, nên còn ấn vàng cho người cười chê. Từ đây sắp đến thầm thế, con lìa cha mẹ vợ kia chừng đến việc ông trong chết trận trời Phật không lòng từ bi. Di Đà lúc tự sáng ghi niệm cho tà quỷ vậy thì giang ra. Khuyên đừng sai phí xa qua, ăn cần ở kiềm đắng mà lo đời nay xin tới xem lui, chừng gặp tôi ở mùi ba tánh biết thân. Tu hành sao được đức ân, nhờ trời ban Phật nghi tiên. Nói ra trong già chẳng yên, điên gây chèo quê nhấn vào miền lục châu. Tới
đâu thì cũng như đâu, thêm thảm thêm sầu lòng dạ người xưa. Bá gia ai biết thì ưa, tôi chẳng nói thừa những việc thiên cơ. Khi già lúc lại trẻ thơ, già quê già dốt khắp trong thị thiền, đi nhiều càng thảm càng phiền, lên voi xuống đình nào yên thân già. Tay chèo miếng lại hát ca, ca cho ba tánh biết ơi đời loạn lê. A Di Đà Phật từ bi, ở bên thiên trước chứng tri lòng này. Từ ngày thọ giáo với thầy, dẹp lòng vị kỷ đầy lòng yêu dân. Ngày nay chẳng kể tâm thân, miệng cho ba tánh được gần bóng lai. Đời này giống một lời hay, khắp trong trần hạ đời này danh vật làm chi, tới việc lấy kỳ cũng thái trôi sông. Thuyền đưa tiên cành non bồng, mấy ai mà có ngỡ hiền lòng theo ở đây. Làm việc ta tay bắt ngưu bắt cày đặng chúng làm ăn. Chừng đau niệm Phật lăn sẵn, Phật đâu chứng kịp lòng người ác gian. Thấy đời mê bụi lòng than, ăn bà nói càng tội lỗi chính ghê. Chữ tu không phải lời thề, mà không nhớ đến đằng ý kề tiên ý ban. Nói nhiều trong già sống sang, cùng hết sống làng tàn ác nhiều hơn.
giả coi chất trong thời mới ăn buồn thay cho lộ ác tăng làm điều do dần trong tăng chung sao lừa dối dân. Có thân chẳng liệu lấy thân, tu theo lối cũ mau gần diêm dương. Ba cha lầm là Phật đường thọ lành dài nhân dân. Nhưng trần nhiều kẻ ham sân, cứ theo bếm nhẹ xa gần người đi. Lòng buồn mượn cho trần hạ bất cứ phiền lo tu. Thương đời chớ chẳng nghe kiếm xu, buồn cho giữ ba tánh hết tươi mù vui. Khắp trong ba tánh gặp mỹ hồi gian y lao. Từ đây hay ấm hay đau, ráng tu đem được Phật vào trong mỹ tâm. Lời hiền nói rõ quả thâm, đặng cho ba tánh tình tâm tu hành. Ngày nay điên mở đạo lành, khắp trong lễ thứ được rành đường tu. Nay đã gần cuối mùa thu, hết khô tới dài công phu gần thành. Xác trần đạo mấy ai mà được lòng thành với điên. Điên này sẽ mở sách xiền, giấc diệu ba tánh gần miền. Phật tôi trần cầu xin Phật tổ ban
lần đức ơn. Nay đã bày tỏ nguồn cơn cho trong trần hạ thiệt hơn tỏ tường Phật trời thấy khổ thời thương muốn cho lễ thứ thường thường làm nhân đừng ham tranh đấu thiệt niệm chớ rần ổn lắm dân ôi hồng trần biển khổ thấy rồi ráng tu nhân đạo cho tròn mới hay đừng ham nói đắng nói cay cay đắng sau này đau đớn sâu bên tu hành tâm trí ráng trì sau này sẽ thấy việc gì trên bay đừng làm tàn ác ham gây sẽ có người này cứu vớt giùm cho trần lắm chuyện đôi co phải dẹp dĩ kỳ mà lo tu hành kệ kinh tưởng niệm cho sanh ngày sau thấy Phật đành rành chẳng sai lúc này thế giới bi ai chẳng nói vắng dài Phật nọ tức tâm mấy lời khuyên nhủ chẳng lầm từ được mầm thanh cao hồng trần lao khổ xiết bao khuyên trong lễ thứ bước vào đường tu xưa ngày nay sáng tỏ đền bù ngày xưa mặc tên kẻ ghét người điên chẳng nói thừa lại trường miệng nói gian gân mà tâm dính chặt hồng trần bụi nhớ buồn đời nên mới làm thơ cũng còn tay lắp
mắt mới kỳ. Người đời lòng già bất tri, trông cho làm bình dị kỳ nó coi. Dương gian chầu úp được voi, giấu đầu rồi lại cũng lòi sao đuôi. Nói nhiều mà già chẳng nguôi, việc tu ba tánh bắn lùi như tôm. Tượng Phật được lúc đầu hôm, đêm khuya muốn giật nồi cơm của người. Thế gian nhiều chuyện nực cười, tu hành chẳng chịu lo cười lo khinh. Người dám muốn gái xinh, đến sao chẳng biết thân mình ra sao. Xác thân cộp xe béo vào, còn người tàn bạo máu đào tuôn rơi. Tu hành hiền đức thành đi thôi, ngày ở cha thảo chú Phật trời trần hạ tình ni tâm. Đến sao khổ hạnh khỏi lâm, nhờ công tu niệm âm ơi thầm quá hay. Chừng nào chim nọ biến bay, cá kia biến lời khổ này mới yên. Nhắc ra quá thảm đi, quá phiền bể khổ gần miền mà chẳng chịu tu. Ngọn đèn chân lý hết lu, khắp trong lệ thứ ao tù từ đây. Thấy trong thời cuộc đổi xây, đời nay trở lại khác nào đời thương. Nhất ra thêm kiếp trù dương hai
là phương bội cha. Hấp gần tiếng lại nói xa, nói cho bà tâm biết ơi mà người chi. Lời lành khuyên hại gắn ghi, dương trần phải ráng tu trì sớm quên. Đừng ham làm chức nấc nia, ngày sau như quá không chia dân. Ngày sau sẽ biết thôi, cầm chân ghê hôm béo tay tường bồn bề lại thêm mơ ác thôi, mang xa rất to. Hết đây rồi đến vị kỳ, sửu cao thế nặng vậy thì thiết tha. Dân này như thể không cha, chẳng ai dạy dỗ thật là thảm thương. Thứ này đến thứ minh vương, nơi chốn Phật đường mặt ngọc ẩu ê. Cam thương trần hạ nhiều bề, bởi chứng tàn bào khó kề Phật tiên. Chúng ham danh lời điền viên, ngày sau đến việc lụy phiền suốt canh. Kể kinh tụng niệm đêm thanh, ấy là châu ngọc để dành ngày sau. Giờ chưa biết gian thao, đời sao kính trọng người cao tu hành. Nam mô miệng niệm lòng lành, bá gia phải đường tôi.
mạng lo tranh đoạt thù hèm với nhau. Đến chừng có ốm có đau, giang mồm niệm Phật Phật nào chứng cho. Nhưng trần tiếng nhỏ ngóng nói ơi cò, đây cũng làm thinh. Tưởng rằng thân nó là vinh, chẳng lo tu niệm cứ gần với đi. Nói ra trong già chẳng yên, bây giờ nói chuyện cởi thuyền khuyên dân. Đêm ngày chẳng nài tâm thần, nắng mưa chẳng quản tao tần ai hay. Chừng sao đến hội rồng bay, người đời mới biết điên này là cổ lao. Xa xa chẳng biết làng nào, thiết làng Long Khánh ít người nào tu. Ta thầy liên giá ở đuôi mồ, bèn đi ca hát kiếm số dương trần. Ba gia tu lại gần gần, trong nửa ngày trần chẳng có đồng chi. Nước cười trần hai một ở một đêm thì sáng lại quá sông. Bệnh niệm anh vừa bối chờ đông, bày trò bán thuốc hát tươi rồng đời nay. Cho thiên hạ từ đông dày, rồi mới ra bài hết diệt thiên cơ. Tới đây ba tính làm ngơ, buồn cho lê thứ kịp giờ ra. Lìa xa hồng ngữ một khi, thắng đường trực chỉ điên đi tân thành. Tới đây ra mặt người rành, nói chuyện thiệt sành thông lão đào nho. Nhiều người xúm lại
đôi có chê lão đưa đò mà biết việc chi. Thấy đời động tánh từ bi, điên chẳng bắt tì, còn mất việc xa. Khoan khoan chân nọ bước xa, giáp rạch cả cái rồi ra ngoài giam. Đôi nhìn mấy đò trắng lam, điên ra sức lực chèo chơi một giờ. Xa nhìn xương bạc mờ mờ, tân an lạng nọ vẫn nhờ bắp mì khoai. Và người bán cá bằng nay dân chúng ngày dài xúm lại bằng lòng cân đủ cho dân. Có người chẳng chịu nghe cân, bỏ thêm mơ chẳng bớt mấy lần, không mơ thôi nức cười trần hạ. Vàng cho ba tánh một hồi quá lâu, thân già thức suốt cánh thâu, nói cho lễ thứ quầy đầu rồi quay thuyền trở lại bồi hồi sầu bi. Giá người tan tật một khi, súng vàng kinh sáng được thì chút vui. Một người nhà lá hầm hôi, mà biết đạo lý mời cùi lên đi chơi. Bàn qua kim mi cổ một hồi, cùi xuống giữa vời châu đốc thằng sông. Đến nơi thiên hạ còn đông, già gái không chồng chân ở chợ nực cười.
cười gây tơ. Buồn đời lắm mà ngần ngơ, biển mất lên bờ liền giá cuối đuôi. Phố phường nhiều kẻ tới lui, thấy kẻ đuôi cùi chẳng muốn ngó ngang. Đời nay quý trong người sáng, già ráng gây lộn nói như toàn chú thầy. Nó thấy làm vậy chẳng bất ngại nghi, xuống thuyền quay quái một khi, chèo lên nó dịch đi tới vô thì núi sơn. Dòng núi sập mơ đắng làm người ngu. Xem mấy qua đầu tóc u sầu, cũng như người tội ở tù mới ra. Chèo ghé rao việc gần xa, bồng lái tiên cảnh ai mà đi không. Nhiều người tâm đạo ước mong, nếu tôi gặp được như rồng lên mây. Ấy là tái linh đi phương Tây, cho kẻ bảo tàng kiến thấy thần tiên. Có người nói xeo nói xiên, chú muốn kiếm tiền nói gạt ba gia. Thoáng nghe lời nói thiết tha, rưng rưng nước mắt trèo về mặt dưng. Sao chân đường đi tiến cảnh ai từng biết chưa, khúc thời nhắc lại đời xưa. Lúc chàng Lý Phụ đổ thừa trong nhà anh có của tiền dư, sao chẳng hiện từ thương xót bá gia. Bây giờ gặp việc thiết tha, bá vàng có mà hay không? Hơ
dòm xem thiên hà lao sao, không ghé nhà nào cũng gọi vài câu. Con sông nước chảy vòng cầu, ngày sau có việc tham sầu thiết tha. Chừng ấy nổi dậy phong ba, có con nghiệt thu nốt nghĩ mà người không. Đến chừng thú ấy phục tùng, bá già mới biết người khùng là ai. Bây giờ phải chịu thiên tai giáng đạo tối ngày mà chẳng ai nghe. Đời như bạn nọ bằng thế, hãy ráng đọc về của kẻ khùng điên. Khỏi giam đi mới hoài thuyền, xuống miền cao lạnh lại phiền lòng. Tiền cho bạc chẳng ham, quyết lòng dạy dỗ dương trần mà thôi. Nghe rồi thì cũng vui rồi, nào ai có biết đây là người chi. Trơ về phong mỹ một khi, thuyền đi một mạch đi tới thì rạch đi chân. Ghe chèo khúc quẹo khúc quanh, ở đây có một người lành mà thôi. Nhắc ra tâm trí bồi hồi, khó đứng khôn ngồi, thương xót bá già. Kiên vàng làng nọ chẳng xa, kiếp mau tới đó vậy mà thử coi. Xứ này nhà cửa ít ỏi, mà trong dân sự nhiều người chân tu. Thấy người đói lách sinh xô, ra tay cứu vớt đuôi mù
chẳng chê. Hồi đây đến chỗ bồn bề, rõ ràng bên lức đã kề, bên ghé và người tàn tật đón xe, rồi lại nói về trong diệt thiên cơ. Hát về rồi lại nói thơ, làm cho ba tánh ngẩn ngơ trong lòng. Thơ về điên đã nói xong, đi luôn ba cùng kéo lòng ước mơ. Tới đây dẹp mi hết về thơ, và người bán nghi mắm quá khờ quá quê. Chợ này thiên hạ bồn bề, kẻ nhúng người trẻ chê mắm chẳng ngon. Bán hàng tiếng nói quá dồn, giá này chẳng bán còn chờ chuyện. Thời kẻ nếu người trì ở đây không bán chi thì đi đâu. Dứt lời rồi lại câu mau, mắng con để chó kéo hầu làm khôn. Muốn làm cho khó người đồng, biến bất sát hồn cho chúng mơ trình ghê. Nói ra thêm thảm thêm thê, ông lãnh vừa kề và bắn trâu cao. Bàn hàng súng lại lao sao, ông bị bán giá nào, nói thử nghe coi. Trâu thời kẻ móc người môi, còn cao bè thằng lính tra liền thuê thân.
cầu thứ tha. Hai người tôi ở phương xa, bởi chứng khổ não mới là nỗi trôi. Lính nghe vừa dứt tiếng rồi khoác nạt một hồi rồi lại bắt giam. Thấy đời trong mây dạng hết ghe người biến mất coi làm chi đây. Tức thời điên giả làm thầy đi coi đi bói khắp trong phố phường, có người tu niệm mi đắng thương điền mới chỉ đường tịnh độ giáng sanh. Vào cùng khắp cả Sài Thành, khi ca khi ly nói rằng thiên ý cơ. Bá gia bá tánh làm ngơ, tưởng như những kẻ nói thơ kiếm tiền. Dân minh trọng bạc trọng tiền, khôn ngoan độc ác làm phiền người phố phường
sống dưới đầu trên, cùng người đi chợ sống nhau reo cười. Thấy thiền hiện đức được mười phần nhiều sống lại chế cười người điên. Giờ thời ca hát quyên thiên chồng chẳng có tiền lại quán sinh cơm. Bá gia coi thấy rác rơm ai cũng sẵn hồn đặng có ghèo chơi. Điên mà ca hát việc đời với việc hiện thời khổ nào châu chạy cùng chẳng xót đâu ở đâu lòng quá thảm sầu lìa lại dình long chờ quê dáng dài đã xong thuyền loan trực chi đến dài chợ này đậu tại nhà bè giá chỉ bán chè vào khắp các nơi dòng rau rạc tiếng kim thời rước rước mời mời anh chị trẻ già qua lại lắng sang nói rằng rằng những việc bấm mi ông gánh chè bán hết vừa xong điên cổng rồng chuyện khổ về sao nói rồi chớp bước mau mau lìa xa thiện thì đến thì thôn quê đi đâu cũng bị nhúng trời kẻ lại chửi thầy nói lũ bá vơ thấy đời tay lắp mắt ngơ lúc ở trên bờ khi lại đi ghé vào cùng khắp tỉnh Bến Tre đủ bực thơ về lìa lại Trà Vinh tới đây bài đặt hát kình đùa nhau bán thuốc mặt tình mua không
hiền viên sự sáng ai thì làm cho dài rồi thuyền lại mỹ thơ khuyên trong trần hạ ráng lo tu trì xưa nay không có mấy khi dương trần có Phật dạy chờ quê giáp mi hết thuyền quay đi trở lòng về ông chợ gia dân hoàng chi nắng sợ mưa tầng chèo suối chèo ngược mấy lần không mơ thôi thầm thương ba tánh đi lắm ôi bồng lại tiên cảnh ra rồi một khi nếu ai rảnh việc còn mất nợ thì ở lại dương gian có người xin hiểu ông mỹ quan tên thiệt vân trường ở dưới dinh ông thấy đời cũng bắt đồng lòng ghé vào tề xá thẳng sông lên nhà mình người tu niệm vậy mà nói chi lớn tiếng người mà khinh khi người nhà cắm ta một khi cũng năm cắt bạc tìm đi non bồng thuyền xuôi nước thần sông ghé nhà chú phối xem lòng đào ba ngồi chơi đào lý bàn qua mấy bà bài tỏ cho tôi hiểu rài điên nghe liền mới tỏ bài lúa bay về núi dành rài ngày sau hỏi qua tu niệm âm hao
bồng lai. Có người xuống bánh nơi mắt trời ợt đi tiếng người rài mạng nghiệp dấu mong nhà ngươi thiệt chẳng có lòng đòi đã hai lần sao chẳng chịu đi. Thương đời ta lúng sâu bi đò đi tới chốn ăn thầy bao điên rằng tôi chẳng ham nhiều bao nhiêu tự ý cho nhiều chẳng ham điên này bụng chẳng có tham ghe đã chở đầy chật nước trong buôi. Và đây cũng chờ cầu vui vậy chú hãy ngồi ngay chỗ vậy ông chẳng cho vô trong môi đã mát lại khô tôi có đủ tiền mà trả cho ông trong môi dòm thấy ở trong không bước nhậu vào đó trào ra cho người hung bạo biết ta thuyền người biến mất ngỡ vậy mà còn chê trở lên chờ một khi chèo lên chèo xuống vậy thì cùng nguy ra năm xưa đây có máu đào mà nay chưa có người nào nào điên có muôn kiếm xô mà trong trần hà đôi mù không mơ hay hỏi ông người ở đâu rày trả lời rằng ở non cài vua nghiêu tới đây trong già buồn hiu bỏ ghe điên cùng đánh đi liều chưa thâu và ra một kẻ hàng nồi khắp
trong hàng xóm đi rồi sạch trơn. Tới đâu cũng tỏ thiệt hơn, nhà tôi vốn thiệt có đờn năm giây. Tôi còn mắc cái nợ này nên mới làm vậy cho giải quả cân. Nhà tôi đâu phải khó khăn, đem theo trong sách bạc hằng còn vui.
sầm vui mà chẳng ai thương. Con thuyền đương lướt gió sương, bỗng nghe tiếng khóc tư lương ai hoài. Có người ở sớm bằng nay bị mất trộm rải đồ đạc sạch bày tỏ nguồn cơn, rằng người nghèo khó đương hơn phận duyên. Điên nghe dội giả quầy thuyền dùng khóa coi bối dài phiền phạm nhân. Coi rồi bày tỏ thì khăn, khuyên cô đừng giận đừng hờn làm chi. Rồi đi vào sống một khi đi lên nhà thầy giá gạo mà chơi, vào nhà nói chuyện một hơi, gặp người bán thuốc cùng mời ghé vô. Mua một ve uống hời cô, uống vô bổ khỏe trị nhiều chứng phong. Uống thì pha nước nóng trong, chớ đừng pha rượu nó hồng kỳ thai. Hai thằng ở sớm bằng nay, nó nói ngày dài thuốc chẳng người cha đi lại thấy rầy thiệt mấy đứa này cái cỏ làm chi. Bước ra nhà nọ một khi đi lên đi xuống kiếm thầy xe chẳng có lớn ngồi, chạy trước đi rồi ngừng lại chỗ kia. Xóm này kẻ ghét người ghé vào nhà nó nhổ rồi lui tới lăng xăng, liền bước xuống thuyền thầy tớ thả trôi. Giảm nao rày đã đến rồi, quầy thuyền ghé lại bằng nay chờ.
đầu xem dân chúng chờ đình làm sao. Sáng ngày chờ nhóm lao sao, giá bần áo màu ai cũng dòm xem. Mấy thằng trai trẻ thấy thèm, đứng xa quanh quần nói dèm với nhau. Đứa này nói để cho tao, đứa kia xạo sự áo màu quá con. Nhắc ra đồng tắm mi lòng son, buồn cho lệ thứ sao còn hâm vui. Ở đây một buổi nghe đuôi, về trên bãi núi ngồi ngồi thương dân, thầy trò chẳng nài tâm thân. Sao gấp non tầng bằng nửa thử coi, chân tu thì quá ít thôi, nhiều người ẩn sĩ lần ra đến núi sang, đến nơi rào khắp chùa am của người dài rồi bắt quá tức cười. Thầy tu nhiều kẻ dạo trong bãi núi chẳng đài công mơ lao, rú rừng lúc thấp lúc cao, già ra nghèo khó giàu nhiều anh. Nhiều kẻ thân sân làm sao cho đặng mau gần Phật nghi tiên. Ai cũng cứ ham tiền, ấy là đem sợi xích xiềng trói thân. Lìa xa bãi núi lần lần, xuống thuyền trực chỉ lên gần Hà Tiên. Đến đây giả kẻ không tiền, rào khắp
thị thiền sinh sọ ba già. Đi rồi cũng quá thiết tha, trở về non cũ đặng mà vào chơi. Non tiên gió mát thành thơi, nhưng nhớ việc đời lũy ngọc nhỏ xa. Xuống trần lúc hát lúc ca, mà trong lê thứ có mà biết chi. Nam mô hai chữ từ bi, trần hạ nói gì đây cũng làm thinh. Tu thời nhàn hạ thân mình, phần điên khuyên nhủ mặc tình kiếp thiên cơ. Trong ba tánh chẳng ơi ở điên khùng, xuống thuyền chèo quê thung dung, đi dài đủ chỗ khắp cùng thở coi. Rạch giá chợ nọ gần nơi ven biển cá mồi nhiều hơn, tới đây giờ kẻ có cơn, khi say khi tỉnh lúc hờn số kém. Dương trần đi lại lăng xăng, chê chê nhạo nhạo cười rằng quân điên. Ở đâu mà tới thì thiền lĩnh chẳng bắt xiền, nó lại bóp đi. Lòng thương vì tánh từ bi, dạy dỗ chuyện cùng mà chẳng ai nghe. Dài rồi điên lại xuống ghe, lòng xuyên xa đét nói rồng đè thơ. Vợ chồng nghèo khổ bơ vơ, ở nơi giữa chợ lại khờ lại quê. Buồn trong lê thứ ê, sóc trăng chờ ấy thuyền kề đến đi nơi. Đến đâu thì cùng ta tới, nói rõ việc đời sắp khổ sắp lao. Thì thiền thiên hạ lao sao,
thì một khi thuyền loan trực chỉ đến thì bạc liêu chợ này tàn quá nhiều phố phường dân thổ dân tiêu nhiều hơn đi cùng thành thì rêu trương cả cho trong ba tánh chợ này rõ việc giấy đầy lão lý về sau đường đi lao khổ xa bao cho trần hà biết nghĩ vào đường tu tu hành đâu có tốn xu mà sao thoát khỏi lao tù thế gian thầy trò lắm cảnh gian nan chừng nào hết khổ mới an tâm lòng đằng dân đến tình gò công vì thương dân mà sao cảnh khổ xứ này nhiều hơn yêu dân lòng nó chẳng sờn thầy ha ca tớ đờn dài cũng khắp nơi khỏi gần bên khổ đà đi đến như tên ráng lo tu niệm tìm nền
vinh đi qua. Vinh này của Đức Phật Nghi Bà, của ông Phật Tổ ban nghi mà cho dân. Tu cho nhàn tỏi tấm thân, đừng làm tàn ác xa lần tiên ý ba. Làm phước làm duyên mới ơi làm, đến lâm cảnh khổ có ta, với lệnh Phật Bà cứu vớt giùm cho. Tu hành phải ráng trì mò, gặp lão đưa đò đừng có khinh khi. Dài rồi thì tớ liền đi, biến hòa đến đó vậy thì xem qua. Đến đây dạy dỗ trong ba tánh, nâng dậy mà tánh ni tâm. Ngày nay gặp bạn trí âm, ráng mà trì chế như đặng tâm quyền căn. Tâm dạy dỗ kịp giờ, chẳng dám chần chờ đi thẳng tới Ninh. Tới đây vừa lúc bình minh, điên ra sức vàng mặt tình nghe không. Giang rồi dầu mọc thẳng sông, thiền thị giáp vòng thử chót là đây. Thương dân dẫn dài dãy đầy, rào khắp tối ngày chẳng có nghỉ chân. Nhiều người hung mi ác quá chừng, không biết đời khổ lo mừng lo vui. Nhắc ra già nọ nào vui, từ đây lục tình đuôi cùi thiếu chi. Nói mà trong già sầu bi, bá gia chậm chậm khinh khi ở điên này. Đừng ham nói đòi nói này, lặng yên coi thử điên này là
cảm thương ông lão bán khoai, vì yêu dân chúng chẳng nài nắng mưa. Câu này nhất truyền năm xưa, khuyên trong trần hạ hãy chừa lòng tham. Khôn thời quê ngủ còn điên chẳng có chùa âm dưới này, vua nghiêu sư mới đất cài, ngày nay nhường lại cánh này cho trần dạy dỗ quyên thiên, dạy rồi thì lại tham phiền nhiều hơn. Cầu xin Phật tổ ra lời điên khuyên nhủ, đừng bá nhân thầy thiền khắp hết gần xa. Từ đây sắp đi đến quê nhà điên ở đây, đừng thấy ngu dại mà khi thầy thì quay lưu tớ thì quay tâm. Đời cùng con chẳng mấy năm, khắp trong các nước thầy nằm bằng non. Cha thầy chẳng thấy mặt con, vợ thì chồng chẳng được con tại gia. Khuyên trong lễ thứ trẻ già, tu hành hiện đức Phật mà cứu cho, ấy là quý bao thơm tho. Đừng ham cây gỗ nhỏ to làm gì, con thì ăn ở nhu mì, học theo luân lý kính gì mẹ cha. Sau này sau bác hôm tha, xứ người tàn đời xưa quả báo thì chạy, đời nay quả báo một giây nhàn tiền. Nhưng trần phải ráng làm hiền, đừng trông bát tiền bỏ nghĩa bỏ. Người không phải
kẻ vô thần xét soi. Chuyện người chơi móc chơi môi, hài treo ở gương thiện mà soi. Thương ai ghét mặt tình, phận mình cứ giữ tâm mình cho ngay. Điên ở đây dưng lình phương Tây, hầu hạ bên thầy đặng cứu bá gia. Thấy đời lòng già tay tà, cứ theo chế nhạo quý cười mà người ngồi buồn kể chuyện nguyên thiên, chẳng nghi có ham tiền cũng bị ghét dơ. Muốn cho dân hiểu
đảo màu, chớ không có muốn ý chùa lầu cho cao. Bao nhiêu cũng biết đàn thao, dài khôn trần thế chớ nào dài ngu. Sáng ngày con chó sủa chu, chừng heo cắn ổ hiểm thù đừng ham giành giật của tiền, người hung hay gọi kẻ hiền rằng ngu. Nay điên chỉ rõ đường tu, ấy là đủ gì bù cho dân. Thôi thôi nói riết dần lần, tới đây cũng lần dừng lại bút nghiêng. Nam mô A Di Đà Phật. Trọn